Thượng úy, phi công, liệt sĩ Hà Văn Trúc một mình chiến đấu với 36 máy bay địch. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được biết đến những phi công huyền thoại trên bầu trời Việt Nam như phi công Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều. Nhưng còn có một người phi công đặc biệt khác. Ông đã từng đối mặt với 36 máy bay địch trên bầu trời Việt Nam. Đó chính là Thượng úy, phi công, liệt sĩ Hà Văn Trúc. Để hiểu hơn về ông cùng với sự kiện đối mặt không cân sức này, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Tiểu sử Thượng úy, phi công, liệt sĩ Hà Văn Trúc. Phi công Hà Văn Trúc sinh năm 1938, dân tộc Kinh, quê tại xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nay thuộc huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông nhập ngũ tháng 11 năm 1959, trưởng thành từ một chiến sĩ cao xạ, vì có sức khỏe tốt nên được chọn đào tạo phi công năm 1960. Sau khi tốt nghiệp loại ưu tại Học viện Hàng không Liên Xô, năm 1964, ông trúc về nước là phi công thuộc Đại đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn Không quân 371. Trong quá trình chiến đấu, ông luôn say mê học tập, nắm vững khoa học kỹ thuật, ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, vượt qua nhiều khó khăn nguy hiểm, nhiều tình huống phức tạp. Một mình chiến đấu với 36 máy bay địch. Năm 1968, Không quân Mỹ tiếp tục thực hiện âm mưu quét sạch bầu trời Bắc Việt với thủ đoạn tác chiến có tính chất phục kích, đánh chặn trên không với máy bay tiêm kích của ta. Đồng thời, chúng tổ chức đánh sân bay nhiều hơn, tăng cường radar cảnh giới dẫn đường, gây nhiễu bằng vô tuyến điện. Thủ đoạn của địch liên tục thay đổi, nổi bật là thường vào trước, nấp trên mây. Khi phát hiện máy bay của ta thì kéo lên cao giành ưu thế tốc độ và độ cao trước, chờ các biên đội vừa bay lên chưa kịp ổn định là công kích gây tổn thất cho ta. Đứng trước tình hình đó, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Trung đoàn 921 khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ rõ, lực lượng không quân tiêm kích tập trung cùng các đơn vị bạn tích cực chiến đấu, tiêu diệt máy bay địch, bảo vệ các mục tiêu chủ yếu của Hà Nội. Các sân bay chính là Nội Bài, Kép, Hòa Lạc và cảng Hải Phòng. Đồng thời cơ động đánh địch trên chiến trường khu 4, buộc địch phải phân tán đối phó, tích cực tổ chức đánh B-52 nếu chúng liều lĩnh leo thang sâu hơn ra miền Bắc. Nắm chắc tư tưởng chỉ đạo, Trung đoàn 921 hạ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đánh địch trong mọi tình huống. Dù máy bay còn ít, thậm chí chỉ còn một chiếc vẫn đánh. Tất cả các phi công đều xung phong trực, quyết tâm bắn rơi máy bay địch trong những lần xuất kích. Ngày 3 tháng 1 năm 1968, máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc. Trung đoàn 921 và 923 tổ chức đánh trả. Sau trận này, do một chiếc bị lao ra ngoài đường băng khi hạ cánh, Trung đoàn Không quân 921 chỉ còn duy nhất một chiếc máy bay MiG-21 làm nhiệm vụ trực chiến là còn bay được. 15 giờ ngày 3 tháng 1 năm 1968, địch bố trí đội hình 36 máy bay cường kích đánh phá Hà Nội. Dù chỉ còn một chiếc, nhưng Bộ Tư lệnh vẫn cho phép Trung đoàn 921 được cất cánh. Đại đội phó phi công Hà Văn Trúc xung phong nhận nhiệm vụ xuất kích. 15 giờ 16 phút, phi công Hà Văn Trúc được lệnh cất cánh, bay đến vùng trời Yên Châu, Sơn La ở độ cao 5.500m. Ông phát hiện 3 tốp máy bay địch, có 2 tốp F-105 bay trước, tốp F-4 bay sau. Chưa kịp vào công kích, ông Trúc lại nhìn thấy tốp 4 chiếc F-4 lướt qua đầu. Ông vòng lại bám phía sau, đưa máy bay lên độ cao 10.000m. Phát hiện bên phải có 2 tốp F-105, ông xuống độ cao 5.000m. Nhưng chưa kịp bắn thì tốp F-105 của địch đã vòng lại đón đầu. Ông lại phải vọt lên độ cao 9.000m. Nhìn bên trái thấy một tốp 4 chiếc F-105, phi công Hà Văn Trúc lại bổ nhào xuống. Do động tác quá mạnh, không bám được mục tiêu, ông lại phải kéo độ cao lên 9.000m. 3 lần lao xuống đánh địch, chưa bắn rơi được chiếc nào, nhưng ông vẫn không nản lòng. Lần thứ tư, mặc dù đồng hồ trên máy bay chỉ lượng dầu còn 700 lít. Nhìn về phía Tam Đảo, phát hiện 8 chiếc F-105, phi công Hà Văn Trúc báo cáo sở chỉ huy xin tiếp tục công kích. Xuống độ cao 3.500m, bằng một quả tên lửa,
ông ngắm thẳng chiếc máy bay bay ở giữa và chiếc F-105 này bốc cháy. Chiếc máy bay bị bắn rơi do đại tá James Ellis Bean điều khiển, thuộc phi đoàn 469, không đoàn 388 Korat của Mỹ, đóng quân tại Thái Lan. James Ellis Bean là phó không đoàn trưởng phụ trách tác chiến của không đoàn 388. Đội hình F-105 tan rã. Phi công Hà Văn Trúc bật tăng lực toàn phần, kéo lên độ cao 10.000 mét, nhanh chóng thoát ly về hạ cánh an toàn. Ngay sau đó, bộ đội tên lửa bắn rơi thêm 2 chiếc F-105. Ý đồ đánh phá các mục tiêu ở Hà Nội của top 36 máy bay Mỹ bị thất bại. Trong trại giam, tên đại tá Bin vẫn còn hoảng sợ và ngạc nhiên không hiểu vì sao hắn lại bị bắn rơi và tỏ ra rất khâm phục phi công của ta. Do máy bay MiG thay đổi chiến thuật, nhiều cuộc oanh kích vào Hà Nội của chúng tôi bị bỏ dở. Các liên đội không quân Mỹ đều bị thiệt hại. Ngày 17 tháng 12 năm 1967, một cuộc họp tìm cách chống máy bay MiG đã diễn ra. Ngày 3 tháng 1 năm 1968, chúng tôi được lệnh đánh phía Bắc Hà Nội. Cứ 4 chiếc máy bay ném bom thì có 12 chiếc yểm hộ. F-4D chuyên bay ở độ cao khác nhau để chống MiG-21 và MiG-17. Mới tới Tuyên Quang, tôi đã thấy tiếng kêu hỗn loạn trong radio, có MiG và tôi đã bị bắn rơi. Lời khai của viên phi công Mỹ đã thể hiện sự lúng túng và bị động của không quân Mỹ. Phi công Hà Văn Trúc đã phát huy tính năng ưu việt của máy bay MiG-21, thọc sâu từ cuối lên đầu đội hình của địch dài trên 100 km, khiến đội hình máy bay của địch bị rối loạn. Chiến công của phi công Hà Văn Trúc đã thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, ý chí kiên cường, dũng cảm của không quân nhân dân Việt Nam. Bằng chiến công một mình đối đầu và làm rối loạn đội hình máy bay tới 36 chiếc của địch, phi công Hà Văn Trúc đã ứng dụng có hiệu quả chiến thuật đánh nhanh, thập sâu bằng một lực lượng nhỏ và đội hình lớn của địch, góp phần phát triển lên một bước mới chiến thuật của không quân tiêm kích Việt Nam. Ngày 14 tháng 1 năm 1968, phi công Hà Văn Trúc cùng biên đội chiến đấu bắn rơi một chiếc F-105 tại Sơn Dương, Hà Tuyên. Sau đó, ông tiếp tục chiến đấu trên bầu trời Hà Nội, làm mục tiêu thu hút lực lượng địch. Máy bay của phi công Hà Văn Trúc bị trúng đạn, buộc ông phải nhảy dù và bị thương. Do vết thương quá nặng, ngày 19 tháng 1 năm 1968, phi công Hà Văn Trúc mất tại quân y viện 108 khi mới tròn 30 tuổi. Phần mộ của ông được an táng tại nghĩa trang Văn Điển, thành phố Hà Nội, sau đó đã chuyển về an táng tại nghĩa trang Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, phi công Hà Văn Trúc đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng một huân chương quân công hạng 3, một huy hiệu Bác Hồ. Ngày 30 tháng 8 năm 1995, liệt sĩ phi công Hà Văn Trúc đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nỗi khiếp sợ trước MiG-21 của không quân Việt Nam đã thúc đẩy Mỹ tìm mọi cách có được chiếc máy bay này để tiến hành những thử nghiệm ở vùng tuyệt mật 51 trên sa mạc Nevada. Sau các cuộc thử nghiệm này, Mỹ đã rút ra nhiều bài học về các điểm yếu mạnh của MiG-21, bổ sung cho chương trình huấn luyện nâng cao để đối phó với MiG trên chiến trường Việt Nam. Tuy nhiên, dù đã đưa ra từng chiến lược cụ thể dành cho từng loại máy bay chiến đấu để đối phó với MiG-21, không quân Mỹ vẫn không tránh khỏi thất bại đau đớn trước những cánh én bạc của Việt Nam. Phải nói rằng, những phi đội máy bay tiêm kích MiG-21 do Liên Xô viện trợ đã tăng thêm một nguồn sức mạnh rất lớn cho lực lượng không quân còn non trẻ của Việt Nam, vốn chỉ có những chiếc MiG-17 từ thời chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Các phi công MiG-21 Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô. Khi về nước, họ được biên chế trong Trung đoàn Không quân 921, hay còn gọi là Đoàn Không quân Sao Đỏ, Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên của Việt Nam. Anh hùng, liệt sĩ phi công Hà Văn Trúc đã ra đi mãi mãi, nhưng tên tuổi và chiến công của ông vẫn mãi là tấm gương tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiếc mũ bay mang số hiệu đăng ký 739N50 là kỷ vật đặc biệt của anh hùng liệt sĩ phi công Hà Văn Trúc đang được Bảo tàng Phòng không Không quân lưu giữ và phát huy giá trị lịch sử. Cùng với hàng vạn hiện vật tiêu biểu khác được lưu giữ tại Bảo tàng Phòng không Không quân, chiếc mũ bay là minh chứng cho chiến công của bộ đội không quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời giáo dục cho các thế hệ biết giữ gìn và tiếp tục tô thắm thêm truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.
những trận đánh ác liệt trên bầu trời của Thượng úy, phi công, liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc đã để lại cho bạn những ấn tượng như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng Chân Dung Lịch Sử trong những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!